reset là lên bom thôi, còn lại là không ai cả, trong khi bên kia là 5 khẩu Glock rớt ngay vào khu vực cave này. Và bây giờ hạ gục một người, hạ gục hai người, hạ gục ba người, JT cũng đã phải nằm xuống. Và bây giờ chỉ còn cuối cùng Junior mà thôi. Trận đấu quá nhanh đến từ các thành viên đội tuyển Heroic. Quay đầu đổi hướng mà thôi, nhưng liệu có biết rằng cây điền đã ở đằng sau hay không? Hạ gục được JT rồi đấy, và bây giờ đã có thông tin Junior đi theo đồng đội của mình. C4 thì đã rơi, bây giờ có lẽ cây điền quả này là hết hốt eco rồi anh ạ, không thể làm gì được cả. Và Ace dành cho cây điền. Bây giờ thì có lẽ là theo các tình huống di chuyển này thì các thành viên đội tuyển Comeback City sẽ muốn đi lên khu vực B side thôi. Bây giờ quả flash làm Steven quá trắng, Dream đã biết được vị trí của đối phương, tuy nhiên vẫn chưa vội hề đẩy vào mà gọi thêm cả người đồng đội của mình nữa. Bây giờ liệu có về thành công hay không, nhưng mà Refresh và Switch đã phải nằm xuống, Dream và Floppy cũng phải bỏ lại mạng của mình. Steven thì vừa có một pha múa lửa, và bây giờ vị trí cuối cùng của Tesset cũng đã lộ ra. Các thành viên của đội tuyển Comeback City đang cầm quả bom chạy rất nhanh về khu vực bom xe A. Bây giờ khu vực middle cũng có người kê rồi, anh ta sẽ chả còn thể đi đâu nữa. Thông tin thì đã lộ ra ở đây, có cả Fang nữa thì anh ta rõ ràng sẽ không thể về được. Đây sẽ là quả C4 đặt xuống, và round chiến thắng này cũng sẽ thuộc về các thành viên của Comeback City thôi. T-Sit làm 1, T-Sit không thể làm 2. Chỉ riêng trận thi đấu Ancient thôi thì Comeback City đang hơn so với các thành viên của Heroic. Bây giờ có như là rất bê nhanh rồi, JT cầm một khẩu map 10 chạy khá nhanh, nhưng mà đang là mù trắng xóa và anh ta đã phải nằm xuống. Rin cũng đã phải đi theo người đồng đội của mình, một khẩu UFP làm 2 ư. Liệu có làm được 3 hay không đây, khi mà tình huống này là khó quá. Và T-Sit và Cadian cũng đã phải nằm xuống. Steven trong side cũng không thể đổi được ai cả, tình huống đưa về là 3v1. Và bây giờ sẽ là không còn ai của các thành viên đội tuyển Heroic còn trên bản đồ nữa. Này, vị trí của Refresh, anh ta đang bị kẹp. Anh ta bị kẹp từ tất cả mọi hướng. Refresh cần phải làm thêm một cho tới hai mạng. Anh ấy có đôi mạng thật đã. Và lúc này thì lợi thế lại nghiêng về phía của Heroic. Quả bom trong tay của Junior đang thực sự quá bơ vơ lạc lõng. Refresh thực sự đang là player bật tốt cho Heroic. Anh ấy có đôi mạng Floppy thì quá tuyệt vời. Triple kill cho Refresh rồi. Junior còn lại một mình 1v2. Anh ấy vào được trong bom site A, nhưng đặt được có đây không thì tôi không biết. Junior vẫn đang có một lượng máu là tương đối lớn, và anh ấy hoàn toàn có thể sinh tồn được trong game thi đấu này. Nhưng Refresh, anh ta đang rất hăng máu, anh ta muốn đẩy vào thêm cả người đồng đội nữa. Tình huống bây giờ là cắt thành công cho Junior. Quá đen thì anh ấy lại bắt chết được Steven trước. Refresh thì quá yếu máu rồi. Thời điểm hiện tại họ đang dẫn tỷ số là 5-2. Và round thi đấu này tiếp tục là một key round dành cho vị trí của team Heroic. Khu vực Cape đã được trấn thủ bởi vị trí của anh chàng Steven. Lúc này thì Cadian anh ta lại tiếp tục kè cho mình một mạng nữa. God Junior lúc này đã nằm xuống. Lợi thế nghiêng về một chút cho vị trí của team Heroic. Và họ đang có ý đồ muốn di chuyển quả bom về bom site A. Nó đã lộ ra rồi. Khi mà vị trí của Steven đã phát hiện ra, Refresh sẽ cần phải làm tốt. Anh ấy đang có một khẩu súng là tương đối tốt, nhưng anh ấy lại chết chạy. Bom site A bắt đầu đặt vào tình trạng báo động. Bây giờ Switch ở khu vực cave này đã làm được một mạng của Floppy. Một pha thi đấu khá nhanh chóng của Switch khi mà anh ta back về rất nhanh khi mà thấy người đồng đội mình nằm xuống. Bây giờ một quả tham minh spam khá ảo, JT cũng đã phải đi theo. Bây giờ đang là tình huống lợi thế, chỉ còn là 4v2 dành cho Comeback City mà thôi. Rất khó, 4v2. Và các thành viên của Heroic rõ ràng họ có mọi thứ, nhưng họ lại văng, mất văng đi cái lợi thế này. Họ chỉ còn lại một người thôi đến từ vị trí Comeback City. Và may quá, mặc dù gỡ mất hai người, nhưng những player còn lại vẫn có thể xử lý kịp trong round thi đấu này. Floppy có vẻ như sẽ là người đi biter khu vực bom site B. Anh ấy vẫn đang cố gắng tìm kiếm cho mình những cái mạng ở gục. Và đây rồi, Refresh chuẩn bị có một tình huống búp ra, nhưng Floppy anh ta sẽ chủ động tìm kiếm trước. Anh ta thấy được cái đầu của T-Sis, và như vậy đã là thành công rồi. Bò trườn rất khéo đến từ vị trí của Floppy khi mà không lộ ra bất kỳ thông tin gì cả. Trong khi đó bây giờ các thành viên Comeback City họ lại muốn đi vào khu vực bom site A cơ. Quả nết này hứa hẹn là đau. Dream chỉ còn lại cho mình là 50 HP mà thôi. Các quả bom bắt đầu được trả vào. Flash là trắng và Switch sẽ phải bỏ lại cái vị trí của mình ở đây. Bom site A lúc này còn các thành viên Heroic họ đang bị cách biệt hoàn toàn, nhưng chúng ta đã thấy rằng Cadian và Switch đang bắn rất hay. Switch bị đinh vào đầu, nhưng Steven backup là quá kịp thời. Chỉ còn lại hai player tới từ Comeback City thôi. Quả bom đang rơi một góc là rất xấu. Cadian đang kê như này là khó quá. Các thành viên tới từ Comeback City họ chỉ còn cho mình duy nhất một quả flash thôi. Bây giờ thì bắt đầu tràn vào định lấy quả bom hay chăng đây. Cadian đã trượt một quả ốp và Refresh trong side cũng đã phải nằm xuống. Nhưng mà bây giờ tham mình cận kề rồi, vẫn làm thêm được mạng của Cadian. Quả bom đã được nhặt lại, nhưng liệu có được đặt được thành công không thì lại là một vấn đề khác. Khi mà chúng ta có thể thấy vị trí Steven trong side vẫn rất là đẹp. Spam và đã chết. Và bây giờ không còn cơ hội nào dành cho Junior cả. Cố gắng xếp cho mình cái khẩu op này thôi Junior ơi.
Còn nhưng mà liệu anh ta có thể chiến thắng round này không thì tôi chưa biết. Nhưng Floppy lúc này đã phải nằm xuống, một trong player đang bắn tay to đến từ vị trí của Bay City. Junior đã lên tiếng, JT không còn ăn chay nữa. Còn đó là vị trí của Grim thì Grim lại bị Kaden bắt lại. Tình huống lúc này đưa về đó là 2v2. Hai thành viên này liệu đi cả hai người khu vực backside chăng đấy, khi mà JT góc kế đẹp quá nhưng mà anh ta không thể hạ gục nổi sút. Bây giờ bắn và bây giờ Junior cũng đã lộ vị trí của hết đạn. Bắn nhưng mà vẫn chết được vị trí của Kaden, và đây sẽ là round chiến thắng dành cho các thành viên đội tuyển Complexity. Vượt lên dẫn đầu đoàn đua tới từ Complexity 10 mà hạ. Một tình huống mà các thành viên tới từ Heroic họ muốn lao ra luôn, và họ đã có cho mình một mạng rồi, không có mặt thứ hai. Bây giờ Kaden đã có, nhưng trước đó thì sút đã phải hy sinh. Và lúc này bom xe A đang chống mưa chống hoác mời gọi các thành viên bên phía Complexity vào đặt bom. The Grim đã bỏ vào khu vực kép rồi, nhưng mà có hai họng súng đang hướng vào phía của anh ta cơ. Làm sao mà sống được? Floppy góc đứng đẹp quá, làm được hai nhưng chưa thể làm được ba. Và đây sẽ là round chiến thắng dành cho các thành viên đội tuyển Heroic. JT đang cầm trên tay một quả flash và có lẽ là muốn đi vào khu vực bom side B hay chăng đây. Kaden đang có một góc đẩy đẹp nha, và liệu đã biết được vị trí Floppy hay chưa? Floppy không biết Kaden đang ở đây, và Grim cũng đã phải nằm xuống tại khu vực middle. Chỉ còn ba người rất nhanh chóng đẩy qua một quả smoke, nhưng rất may là Fang vẫn có thể bảo toàn được mạng sống của mình. Một cái chết trắng tinh thương này cho vị trí của Fang. JT đổi được một, JT lúc này nó có KD đó là 2-3-12. X-Factor nhân tố bí ẩn à. Còn Junior thì cũng bắt đầu lao vào bom side B cùng với những người đồng đội của mình. Hiện tại các thành viên của Eric họ sẽ retake từ hướng khu vực đó là cửa B đi lên. Nói là hơi có phần vô duyên đến từ vị trí của Junior khi mà đối phương hiện ngay trước mặt anh ta vậy. Tuy nhiên bây giờ tình huống retake là khó rồi khi mà đối phương còn quá nhiều bom, và bây giờ Junior phải nằm xuống. Có lẽ là một dấu chấm hết dành cho đội tuyển Complexity rồi, mà chưa đâu. Tình huống đang đưa về 1v1 và JT collect thành công. Bây giờ thì ai nói anh ta không chơi game nào? Chủ quan mà thôi. Và Junior bây giờ anh ta đã hy sinh. Grim cũng nằm xuống. Đối phương hiện tại chỉ là có những khẩu súng lục, bây giờ còn lúc tên cả một ốp nữa. Họ lao vào bom side B, và hiện tại bom side B đang trống trơn, nhưng có một người móc lại, đó là anh chàng Steven. Góc đi của Steven là khá đẹp, và có vẻ như các thành viên của Complexity vẫn chưa hề biết được vị trí của anh ta. Floppy cũng đang góc đứng rất đẹp tại khu B shot này. Chúng ta cùng xem nào. Chiếm được nhiều thật đấy. Tuy nhiên để đối phương bắn lục mà lấy được hai mạng thì cũng là điều để chúng ta đang nói. Steven đang có một khẩu Eagle và bây giờ vả ngay mặt của anh chàng Floppy. Vị trí thì cũng đã lộ ra rồi, tình huống bây giờ đang dễ hơn với 3v2. Quả bom thì tham mình đã trôi qua một nửa, bắt đầu đẩy qua quả smoke của chúng ta cùng xem nào. Và bây giờ Fang nằm xuống và có lẽ để dấu chấm hết rồi. 8-7 dành cho Heroic. Fang và Junior đang back về khu backside, làm đúng một đến từ vị trí của Floppy, làm hai rồi. JT là người phải bỏ mạng lại, clean fit hơi giật giật một chút nhưng mà không sao cả. Tình huống vẫn đang đưa về là 4v3. Bắn là lỗi đến từ vị trí của Steven và anh ta cũng phải nằm xuống ngay sau đó. Bây giờ hãy cùng xem nào, một người đặt bom nhưng mà Kaden thì không thể bảo kê cho người đồng đội của mình, và Sus cũng phải đi theo cái người đồng đội, đi theo cái round thi đấu này thôi. 8-0. Còn bây giờ là round thi đấu mà cả hai team được full buy. Được bom mình thì không phải quá nhiều, T-Sit vừa lên khu vực mid thì cũng chỉ còn lại cho mình là 50 HP. Quả đồ trả vào quá đau, và anh chàng này thì cũng đánh đầu rất nhiệt tình. Bây giờ thì liệu còn trả sống được nữa cơ, anh ta đã phải nằm xuống, Kaden cũng phải đi theo. Tình huống vẫn đang đưa về là 3v2, có lợi dành cho các thành viên đội tuyển Heroic. Nhưng trước đó Kaden đã làm cho mình được hai mạng rồi. Steven cũng rất nối tiếp cái truyền thống của các player của mình. Junior đã hy sinh một mình. Chuyện của Grim thì không hề có pha một đấm bảy nào cả, mà anh ấy sẽ đi xuống lỗ luôn. Đồ thì bắt đầu được trả ra, và quả C4 này thì cũng đã mang vào. Có lẽ nó cũng sẽ được đặt xuống sớm thôi. Bốn thành viên còn lại đang tập trung rất đông khu vực Lamp Room nha. Liệu có phải là một cái tình huống gọi là ú hòa hay không đây? Và bây giờ ú hòa rồi, nhưng mà chả ú hòa được ai cả. Bốn người phải nằm xuống, chỉ có mình JT bây giờ mới bắt đầu back về. Với một khẩu DE này thì chắc cũng chả làm được gì đâu. Rõ ràng thôi, thực sự là rất khó. Và JT anh ta cố đấm ăn xôi, nhưng anh ta chỉ đấm được vào người Kaden chứ không ăn được bất kỳ một miếng xôi nào hết. The bomb side A chính thức clear rồi. Fang thì cũng vừa back lại khu vực cave này, khu vực tempo này thôi. Nate được giã vào rất nhiều, tuy nhiên anh ta cũng rất may mắn khi mà chỉ mất cho mình là 30 HP. Refresh bây giờ có vẻ vừa trúng một tình huống spam, chỉ còn lại cho mình là 11 máu. Tuy nhiên đây vẫn là một cái tình huống retake khá cân bằng nha, khi mà cả hai team đều đang còn là 4 người. Cả hai team có 4 người và lượng bom tới từ vị trí của City là nhiều hơn một chút xíu, nhưng nó không phải là quá quan trọng đâu. Fang chiếm được tempo và tập bắn thêm vào đầu của Sus, nhưng refresh góc này là tương đối đẹp nhưng lại bị Fang check vào. Khó dành cho vị trí của Heroic rồi. Kaden đã bị cô lập hoàn toàn. Steven bắn được các bạn của City đây. Steven làm đôi nhưng còn đó một mình Kaden thôi. Vị trí đang lộ, thời gian không phải là quá nhiều đâu. Spam chuẩn là thắng, anh ấy spam rất chuẩn và anh ấy còn bắn chết luôn cả vị trí của trong Fang. Kaden chắc chắn thôi.
thôi, một round thi đấu mẫu mực xứng đáng để được gáy. Tình huống của Soch và anh chàng Phang cách nhau đúng một bức tường thôi. Tưởng là xa nhưng mà có khi lại là rất gần. Đây cách rồi. Nhau có một tí thôi. Bây giờ đã quyết định đặt nhặt quả bom và nó đang được hướng về khu vực bom site A sau khi Heroic họ đang quậy tung ở bom B lên. T6 đã chiếm hoàn toàn được CT và đó là khó cho vị trí của Grim. Grim không làm được gì cả, pha cũng chỉ có được một mạng duy nhất thôi. Có thể thấy rằng đó là mất mid. Để rồi chúng ta thấy xem đó là mỗi một khu vực hoạt động độc lập hoàn toàn và Heroic họ cứu tế, họ khuấy đảo và họ khiến cho Complex City phải cuốn vào lối chơi của bản thân mình. Để bây giờ hậu quả là Junior JT đang phải sống trong sợ hãi và toàn bộ lượng tiền của Complex City cộng lại không phải là nhiều đâu. Truy cùng diệt tận, còn lại một mình vị trí của chàng JT thôi. Phong độ hiện tại JT không phải là quá cao. Flash trả vào và các thành viên Heroic tiền họ là có thừa, họ bắn, họ đi bắt, họ mất súng cũng không sao cả. Nhưng cuối cùng thì họ không mất và họ vẫn giữ được cho mình 4 khẩu súng. Quá lời cho Heroic. Và có vẻ như sẽ không có thêm quả flash nữa cả. Rim lúc này không còn có cơ hội thể hiện võ công của mình, nhưng Floppy rất chủ động, nhưng anh ấy là tìm tới cái chết. Junior lắc ra là một mạng thì cũng mất luôn bom sai bay rồi. Bây giờ bom sai bay clear, Phang phải backup trở lại. Và còn thêm cả một player nữa, đó là JT, thì anh ấy cũng về lại cuộc bóng sai bay luôn, chơi tất tay. Và Heroic họ cũng quyết định sẽ vào thẳng B chứ không ngại ngần gì cả. JT nằm xuống, Phang ơi Phang à, một mạng không thể có con số thứ hai. Trận đấu tiếp theo bắt đầu bài hết. Rim có một Rim làm đôi, anh ấy sắp làm ba tấn dưới kia, nhưng quá nhiều đồ được dã vào vị trí của Rim. Góc như này, ôi tôi xong, một mạng hai mạng cho T6 là quá dễ. Rim đã bị đốt chết nhưng Phang vẫn còn tồn tại được. Lúc này bom sai B chắc chắn đã clear rồi khi T6 anh ta làm tới 1 tỷ mạng ở khu vực bom sai B cơ mà. Có thể nói rằng đó là rất ít cơ hội dành cho vị trí của Complex City khi Cadian đã bắn là rất bay. Một mạng cho vị trí Cadian rồi và Junior đưa về thế 1v1. Quả bom này Junior liệu có gỡ được không đây? Rất nhiều đồ đang được đáp vào. Cadian lúc này cũng chỉ còn lại cho mình 7 HP thôi. Đây có phải là giờ để Complex City comeback hay không đây? Rất tiếc là không. Và đó là 16-9 cho Heroic, không phải có bất kỳ sai lầm nào tới từ Heroic cả. Mình Grim ở vị trí ABC này thôi. Nhìn thấy đối phương rồi đấu súng nhưng mà bị hai phá đình khá đau và anh ta đã phải nằm xuống. Quả C4 thì đã được đặt tới và bây giờ Floppy liệu đẩy về, nhưng mà T6 đang có một kê là khá đẹp lộ tiếng rồi và anh ta đã phải nằm xuống. Chỉ làm được một mạng mà thôi nhưng mà thế đã rất thành công rồi. Tình huống đang là 4v3 nghiêng về cho các thành viên đội tuyển Heroic. 4v tài rồi, bắt nhau là các thành viên Heroic họ không ngán bất kỳ ai cả và đang có tình huống móc máy cơ. Có phải là chim hay không đây? Rất tôn trọng đối thủ đấy từ vị trí của anh chàng Refresh. Liệu là họ có muốn đánh luôn vào khu bom xe A này hay không đây? Toàn bộ tất cả các player của cả hai team đều đang dồn hết lên mạng bên trái và Sus ở đây cũng đã không thể nào mà giữ được cho mình cái mạng này. Khu vực A long đang là nơi tập trung hoàn toàn đội hình của Heroic và họ đang chuẩn bị xếp một bài vào khu vực bom site A. Lửa trả ra là rất nóng nhưng Junior ta tạm thời vẫn đang không bị dính flash quá nhiều. T6 phải hy sinh bom rơi một góc thực sự đã quá xấu. Floppy ở đây, anh ta hoàn toàn có thể spam, anh ta bắt đầu bắn rồi nhưng những viên đạn đấy vẫn chưa kết thúc được thêm bất kỳ player nào cả. Đặt được bom ông là quá tốt. Refresh làm thêm cho mình được một mạng. Tình huống đưa về lúc này là 2v3. 2v3, mình tưởng Refresh đang backup rất tốt cho người đồng đội của mình. Quả bom mới đã được đặt xuống nhưng liệu có biết là một người đang rất cần một quả smoke đấy không? Là Grim nhìn thấy nhau rồi nhưng mà Grim là người hạ được Steven. Nhưng mà sau đó thì Refresh cũng đã phải nằm xuống. Sẽ là 3-1 dành cho các thành viên của đội tuyển Complex City. Liệu có một pha tràn B nhanh hay không đây? Thì mà vị trí của Floppy đã có một góc đứng khá đẹp nhưng ta đã phải nằm xuống. Góc thi đấu này cũng rất đẹp, Grim và Phang cũng sẽ đi theo người đồng đội của mình. Tình huống đưa về là 5v2 rất nhanh chóng. JT đang ở trong cái khu vực Heaven này nhưng liệu anh ta có làm được ai hay không đây? Bắn yếu được một người, bây giờ đã hạ gục được hai người nhưng mà anh ta sẽ phải bỏ mạng lại cho mình ở khu vực này thôi. 1v3 tới từ Junior, chắc chắn sẽ phải đi xếp súng và còn đang có trong mình cho một cái giáp cũng như một cái kit nữa. Player nào của Complex City móc về con nick hay không? Hay là một tình huống muốn đánh cả vào cả hai bom sai để qua đó lấy lợi thế cho bom sai mình và là bom về không đây? Refresh đi đâu? Anh ta có một, anh ta đang cố gắng tìm kiếm thứ hai nhưng anh ấy không thấy ai cả, anh ấy chỉ cho mình đó là cái chết thôi. Steven cũng đã hy sinh, một mình sút ở khu vực bom sai A vẫn đang phải tiếp tục quẩy và bây giờ mới là lúc cái điện lao vào. Và chiến thuật này đang có được những sự thành công. Cadian hoàn toàn đặt bom được nhưng mà vẫn có Floppy nhìn lại. Trời ơi, 5 giây thôi. Đặt bom đi nhưng Cadian suy nghĩ hơi nhiều và không đặt được bom tới từ Heroic. May quá là vẫn giữ được khẩu ốp này.
Nhưng dù sao thì lượng tiền từ Heroic vẫn đang là quá nhiều. Thì làm sao mà có thể chiếm được các cái choke point ở map này đây. JT cũng đang có một góc đứng rất đẹp ở đây. Bây giờ chúng ta cùng xem nào. 5-2 rồi. Nhìn thấy đối phương rồi, bắn là lỗi. Tuy nhiên vẫn đổi được mạng và cây điền vẫn làm được thêm mạng của Fang tại khu vực B-shot này. Tình huống là 4v3 và các thành viên của Complex City lỗ tiếng rồi. Vẫn làm được thêm một mạng của T-Sit. Dễ dàng hơn rồi. 3v3. Nhưng trong bom site B chỉ có một mình Floppy thôi. Và Floppy hãy nhìn xem phong độ anh ấy đang phải là không tốt đâu. Của anh chàng Steven. Nhưng Steven thì rất trì. Anh ta quyết định đó là đi vào bắt bằng được vị trí của JT luôn. 11 HP thì chọi làm sao nổi với cả AK đi hả JT ơi. Tình huống này lại quen lắm. Junior sống quế một khổ op thì tôi nghĩ là anh ta nên cầm đi xếp thôi. Chứ làm sao mà làm được gì nữa. Bây giờ vẫn làm được thêm một mạng cây điên. Và bây giờ chưa nói chưa là điều gì nha. 1v1 rồi. Chúng ta cùng xem nào. 1v1 và Junior xử lý thành công. Tôi lại một lần nữa là lại phải soạn một cái đơn xin lỗi Junior rồi. Hai map thi đấu đều có hai pha spam rất ảo. Bây giờ cây điền đã là người đầu tiên phải nằm xuống. Pha cũng đang có một góc dẫn thi đấu rất đẹp và đã nhìn thấy refresh rồi. 5v3 lợi thế từ quá sớm dành cho các thành viên của đội tuyển Complex City. Thua quá tai hại và họ đang đứng trước nguy cơ thua round thi đấu tiếp theo. JT có vẻ như là chưa nhìn thấy bất kỳ một ai tới từ Heroic cả. Nhưng trong bom site vẫn còn Grim và Grim được bắn trước khi tình huống rồi là lộ bóng. Steven lúc này vẫn đang phải cố gắng quẩy. Nhưng trên bom site A lúc này nó chắc chắn lắm rồi. T-Sit nằm xuống, Steven cũng hy sinh. Và không một play nào có City mất một cắc máu nào hết. Quá hoàn hảo. Thì làm sao mà chống lại được, bây giờ bắt đầu đẩy lên. Nhưng mà JT cũng đã phải nằm xuống và Fang cũng đã phải nằm xuống. Trời ơi, sao tôi dự đoán kiểu gì thế này. Lại một lần nữa tôi phải soạn đơn xin lỗi mất rồi. Trời ơi, hai khẩu AK mà lại chết dưới họng súng của những khẩu pistol ạ. Và bây giờ bắt đầu đẩy lên, Floppy làm một rồi nhưng anh ta cũng phải nằm xuống. Khẩu op của Junior thì cũng nhanh đấy nhưng mà chưa lấy được ai cả. Mà bây giờ anh ta cũng đi theo rồi. Còn một mình Grim thôi. Trời ơi. 1v2 và tôi hy vọng là Heroic họ sẽ không có những pha xử lý khó hiểu nữa. Refresh là người đang cầm bom nha. Và 44 giây thời gian vẫn đang còn là rất nhiều. Thì chắc chắn Heroic họ cũng có thể xử lý được thôi. Nhưng Grim đang check up là vô cùng kỹ. Ta nhìn thấy cái đầu refresh rồi, bây giờ sẽ phải bắn nhau đến chết. Và không có sai lầm nào tới từ T-Sis nữa. Độ ra vị trí loanh quanh khu vực bom site A rồi. Nhưng mà đang có một đoàn tàu di chuyển ngược lại về B. Và chỉ có một mình Steven là người lên bom site A thôi. Đổi được bao nhiêu mạng thì đổi. Mà bắn chết tất cả trong bom site A thì nó đã càng tốt. Bây giờ sẽ khá bất ngờ đây. Floppy cả support. Nhưng anh ta đổi được cho mình một mạng. JT là người đang phải hy sinh trên khu vực bom site A. Và Steven lên A không thấy ai cả. Nhưng anh ấy còn một người ở trong banh. Đó là vị trí của Junior. Bây giờ thì có vẻ như tình huống vừa rồi thì Soch đã nhìn thấy anh ta rồi. Quả C4 đã được đặt thành công. 3v3, tuy nhiên hiện tại bom site đang khá đẹp. Nhảy xuống rất cục từ Starvin nhưng mà anh ta làm gì vậy? Trời ơi, nhảy xuống cục quá nhưng anh ta đã phải trả giá bằng chính cái mạng sống của mình. 2v3 tự dưng làm đối phương dễ hơn và bây giờ Soch cũng đã phải nằm xuống. Đổi được một mạng thật đấy. Nhưng bây giờ bị quay thì anh ta cũng chả làm được gì hơn cả. Một pha thi đấu hơi hừng đến từ vị trí của Starvin mà thậm chí là em cũng không hiểu anh ta làm gì trong tình huống vừa rồi ý. Tập trung rất đông người ở khu vực bom site B và bây giờ mặc dù là Grim đã có góc thi đấu đẹp đấy nhưng liệu có bị check hay không đây, và đã bị check như tôi dự đoán rồi. Refresh nhưng ngay lập tức cũng phải nằm xuống và có vẻ như là một tình huống sẽ rớt đê nhanh với một khẩu Mark 10 trên tay của Sụt mà thôi. Bây giờ JT có một góc đứng đẹp ở khu vực Water. Hai người là trắng xóa nhưng mà lại hết đạn ạ. Đen quá và bây giờ JT làm hai. Chỉ còn một mình Starvin và Kaden còn sống rồi. 4 và 2 người thì rõ ràng là con số này thì trẻ con lớp 1 nó cũng biết đây là con số gấp đôi rồi. Bây giờ bắt đầu kéo cổ off ra nhưng cây điền vẫn làm được một mạng. Nhưng mà thế cũng là hết rồi khi mà Floppy có một pha sấy rất tốt. Chỉ có lúc này là Sus thì đang hơi chốc nhẹ một chút xíu thôi. Nhưng 4 lần lại là nó bắn khá là hay. Cây điền chỉ có thể đổi được cho mình duy nhất một mạng. Quả bom vẫn đang được ở lại khu vực bom sai B. Nhưng Sus lúc này đang bắt đầu đi thám tính tình hình ở trên bom A rồi. Bây giờ chỉ còn lại một mình Floppy ở đây thôi. Cố gắng lăn vào quả smoke này. Liệu có thể sống nhìn thấy đối phương. Bây giờ Star vẫn nằm xuống mà thậm chí quả C4 đang ở đây. Nhưng mà đẩy ra là không hợp lý. Chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi anh ta sẽ thấy được đó là T-Sis. Anh ta sẽ thấy được kèm cả vị trí của Sus. JT có muốn làm thêm một thế bánh mì kèm trang trang đẹp không đây. JT bắn chết được T-Sis. Vẫn còn một người nữa ở rất gần. Đó là vị trí của anh chàng Sus. Và đây có vẻ như round chiến thắng là cho Complex City. Họ đang hơn tới hai người. Sus lao lên. Junior kê lại khu vực con Nathan là vùng chắc chắn. Kê điền anh ta sẽ cần phải check kỹ vào góc mà Junior đang đứng. Và anh ấy có check. Nhưng khẩu ôm kê thế này thì chơi làm sao được. Một vẹn bà tới từ Sus. Junior thì chắc chắn đã có cái thông tin của anh ta rồi. 25 giây còn lại là quá ít để Sus có thể xử lý. 8-7 dành cho Complex City.
Và rõ ràng với cái tình huống đẩy ở refresh này thì rõ ràng là các thành viên đội tuyển của Heroic sẽ biết là các thành viên đội tuyển Complex City tiến vào bonsai này thôi. Bây giờ Kaden đã là người đầu tiên phải nằm xuống. Tesset cũng đã đi theo người đồng đội của mình và Sush đã cũng phải chết. Ba người bonsai A chết chay, không đổi được bất kỳ một cái mạng nào cả. Heroic, đây không phải là Heroic mà tôi quen. Refresh ở đây anh ta cũng bị bắn vào mồm luôn, ban đầu từ vị trí của Sunio. Một viên vào mồm và sau đó những viên còn lại vào thân. Và Steven một vết đâm clutch à, làm sao có thể làm được. Lại ở khu vực cửa nhà vệ sinh nữa, rất cẩn thận đến từ Complex City. Tuy nhiên thì đấy cũng chỉ là những tình huống fake bomb và chiếm map thôi, khi mà 5 thành viên Complex City bây giờ thì đang ở khu vực bonsai B cơ. Họ bắt đầu tràn vào, những Floppy mới là người đầu tiên phải nằm xuống. Flash tiếp tục được trả ra, refresh quẩy trong side là dẻo khi mà làm trên mạng của Rim. GT cũng đã phải nằm xuống, Fang thì nằm xuống và rơi đi cho kết quả C4 trước mặt ngay các thành viên của Heroic. Quả bom rơi một góc thực sự là quá xấu. Và Junior thì anh ta cũng sẽ muốn giữ lại cho mình cái khẩu Galil này. Còn nếu chết thì thôi, cộng tiền. Ôi, bị địch bắn vào mồm, đau quá. Chạy, sủi luôn. 28, chính xác là còn lại 10 máu thôi. Và các thành viên của Heroic họ đang răng ra một thế thiên la địa võng. Ở đâu cũng có Dicker, chạy làm sao được. Không giữ được súng, nhưng thôi vẫn có một ít tiền. Nhưng mà bây giờ cái tình huống này Floppy hoàn toàn sẽ tạo được đột biến này, nhưng mà tạm thời có vẻ nhà chưa. Khi mà quả bom lúc này đã lộ thì sẽ không còn quá nhiều sự bất ngờ mà Complexity có thể dành ra cho các thành viên Heroic nữa. Dù điều quay lại cái ốp anh đã nhìn thấy được Sus và nhặt được quả bom đấy. Nhưng mà liệu, ôi, nhìn ngắm hơi nhiều, nhìn ngắm quá xa. Rim gần như xử lý quá gọn gàng ở bom sai A. Và bây giờ họ sẽ mang ngược lại quả bom lên bom sai A thôi. Refresh 20 HP thì đúng là quá khó. Bây giờ thì người sống cuối cùng ở bên phía Heroic là vị trí của Refresh. Anh ta chỉ còn lại cho mình là 22 HP thôi. Chả làm được gì cả và thậm chí là cũng phải chết chạy. 9-11 dành cho Complexity. Rớt vào bom sai B sớm thôi. T-Sit đẩy rồi, có thông tin rồi. Ở đây thì thậm chí sút còn chết chay cơ. Bây giờ chúng ta cùng xem nào. Quẩy trong sai có được không? Refresh làm một. Vẫn đang bò trườn trong quả smoke và sủi đi. Liệu có làm được thêm cái mạng của ai nữa không? Bây giờ làm được hai rồi. Sống sót quá lâu, Complex City còn chưa tìm được vị trí của anh ta. Và bây giờ thì anh ta mới phải nằm xuống cơ. Các thành viên Complex City thì họ đến rất gần rồi. Tình huống đâu về là 2-1. 41 HP còn lại của Fang vẫn có thể xử lý được. Nhưng mà T-Sys cũng phải gây nhà đang hơi lệch rồi. Và đó là 10-11. Dồn đông lên bom sợi A từ sớm. Và đã lộ ra những kê điền lại bật trượt. Còn đó T-Sys cũng chết chay. Và có phải là round điều chiến thắng thứ 12 cho Complex City hôm nay? Họ vẫn có một chốt chặn nữa, đó là vị trí Steven. Steven cứ bắn tốt, Steven không làm thêm mạng nào tiếp theo. Anh ấy chỉ có duy nhất một cái mạng của JT thôi. Ôi, các thành viên đội tuyển Heroic liên tục chết chay. Bây giờ thì tiền yếu rồi, chắc là quay đầu đi xếp thôi chứ bắn làm sao được nữa. Nó bị lệch lên đầu chỉ đúng 1mm thôi. Hai người chơi A-Shot mà chết chay như vậy thì khó quá rồi. 12-10 dành cho Complex City. 4 nhưng mà người móc máy thì đang ở ngay sau lưng các thành viên của đội tuyển Complex City rồi. Thậm chí ở đây Floppy còn phải nằm xuống ở đây nữa. Quá đen, và bây giờ móc máy thì móc đến đít rồi. Thông tin tất cả đã có ở đây nhưng mà lại không làm được mạng của ai cả. Tiếp tục các tình huống bắn súng xảy ra, bắn nhau 100 hiệp và Starven cũng đã làm được cái mạng của Fang. Đây rồi, Heroic có vẻ như họ chuẩn bị tìm được cho mình con số 11 rồi các bạn ạ. Nhưng đã, vâng, và chúng ta đã có con số 11 dành cho vị trí của team Heroic. Loss bonus cộng vào Complex City là tương đối nhiều đấy. Nhưng bây giờ T-Sys cóc đây là rất đẹp, anh ta lắc xuống nhưng anh ta tìm cho mình là cái chết thôi. JT đang bắn tốt, mặc dù thì nhìn chung JT phong độ không cao, nhưng một vài tình huống quan trọng anh ta vẫn bắn hay. Floppy chết cháy, những chiếc tối anh ta đã kéo refresh xuống rồi. Nhưng sút bắn hay quá, JT không thể chịu nổi nhiệt trong pha thi đấu này. Bây giờ lại tiếp tục là các tình huống đẩy ra và Kareem mới là người phải nằm xuống. Các thành viên đội tuyển Heroic có vẻ như khá thích những cái pha nó gọi là đẩy chay nha. Không cần flash, không cần support bom mình gì cả, chỉ đẩy chay thôi. Chỉ còn một mình Kaden ở đây thôi, một người kia móc thì chưa về. Quả bom C4 này thì sẽ được đặt thành công. Bây giờ thì Kaden cũng đã phải nằm xuống. 2-1 dễ hơn thôi. Nhưng mà đây lại là một góc đọt bom default. Nhưng mà rất may mắn là quả C4 đã đặt xuống và tình huống đang đưa về là 1-1. Fang nó có một góc kê là đẹp. Nhưng liệu Sus có ngờ được không? Đây Sus anh ta có kit nên thời gian không phải vấn đề quá lớn. Mà nếu như quả smoke này trả ra chắc chắn là Sus sẽ lộ. Và đây rồi, Sus ơi, nhìn vào góc của Fang, nhìn sang phải. Đừng nhìn sang trái, trời ơi, tôi bảo nhìn sang phải mà.
Nhưng mà bây giờ không sao, trận đấu hay đi bao nhiêu chúng mình vẫn sẽ đồng hành cùng các bạn. Và bây giờ bò chay với một khẩu off là sai rồi. Tại sao lại quyết định như thế? Bò chay với một khẩu off là Floppy là người phải nằm xuống. Bây giờ thành viên đội tuyển Complex City đang co chân lên cổ để chạy về khu bom xe A. Chạy rất nhanh, thậm chí còn không biết được vị trí của TZ đang ở đây. Nhưng mà Junior vẫn cẩn thận kê lại và làm được cái mạng của anh chàng này. Trong side refresh làm 2 và ở trong đây thì Steven cũng làm 1. Junior lại là người sống cuối với khẩu off, tại sao luôn luôn là anh ta nhở? Trời ơi, Trần Mệnh Thiên Tử gọi là có những cái hoài nghi vào anh chàng này được. Lộ ý đồ rồi, bắt đầu lao lên. JT ngã xuống, T-Sys đã phải hy sinh. Steven cũng đổi mạng Floppy ngay sau đó. Grim hy sinh rồi này. Phang lao lên, Phang làm được 1, Phang làm được đôi. Và thậm chí có thể là chiến thắng khi Phang đang vào tay. Hai player của Man City đều có súng to, nhưng họ chỉ có một quả flash duy nhất. Còn đối với Eric, họ cũng có hai quả smoke và có một kit trong tay của Refresh. Súng thì có thể bằng đấy, nhưng mà về lượng giáp thì rõ ràng các thành viên của Heroic là đang hơn. Bắt đầu trả ra một quả smoke vào bò trườn nhưng mà lộ tiếng mất rồi. Bắt đầu có những cái tình huống gọi là spam nhưng mà lại chưa trúng đối phương. Junior trời khéo quá nhưng mà lộ chân rồi. Một pha tưởng là khéo nhưng mà không khéo một chút nào cả. Và bây giờ sẽ là 15-14 dành cho Heroic. Không có một ai là quá tách đoàn để mà kiểu như kiểu là một bên A một bên B cả. Họ đều rất chủ động gọi là stick together. Bom mình vẫn đang còn là khá nhiều. Trong khi đó với Heroic họ cũng không hề đẩy cao. Phang bắt đầu lao vào, có vẻ là hình có dấu hiệu rồi. Kaden làm một T-Sys đi lên tiếng, làm đôi từ vị trí cho T-Sys. Còn lại hai người của Complex City thôi, đó là Junior, Dorothy. Còn lại một mình Junior. Một vẹt nằm 16-14 cho Heroic. Lại sống cuối với khẩu ốp. Và kịch bản của anh ta thì không có kịch bản thứ hai. Anh ta vẫn phải nằm xuống thôi. Đấy sẽ là một cái chiến thắng 2-0 dành cho các thành viên của đội tuyển Heroic.